Mến chào các bạn đã đến với kênh Linh Quê Miền Tây nha. Và hôm nay đến với video này, Linh sẽ chia sẻ cho các bạn về một ngày ở chợ Bà Điểm của hai mẹ con Linh nha. Và đây công việc cận Tết của Linh nè. Xin mời các bạn xem video của Linh nha. Bánh sinh nhật luôn hả? Và đây là buổi trưa, hai mẹ con Linh mua cơm và sẵn cái kem tiệm bánh đây nè, là để phở đòi mua bánh trứng đây đi con, để khách đây. Bây giờ mình ghé tiệm bánh mua bánh trứng cho bé phở nha. Đi vô đèn coi bé, đi vô bị dâng ba bông, ba bông chút lại đi nè. Không, đi đường này nè, đường đó chưa tới đâu, đi đây nè. Đi trước đi. Bây giờ ở đây là chờ ăn đám cưới. Để khỏi đi trước đi, mẹ đi theo nha. Ờ, kêu rồi, quý khu này luôn á. Quý khu nữa. Phải chừng chúng á. Đại lớn rồi, không có bộ không được. Sai rồi, đi sai đường rồi đó. Căng lớn mà căng ít á. Rồi, đi tới trước quẹo vô nghe quý khách ơi. Đúng rồi, quẹo vô. Đúng rồi. Đúng rồi, quẹo vô. Cô đang tính tiền đó, quẹo vô. Quẹo qua, quẹo qua với khách ơi, té bây giờ. Té, trúng cái tủ bây giờ. Tới chưa? Tới chỗ chưa? Tới rồi đúng không? Mẹ nói nghe nè. Ở đâu đi? Và đây là bữa cơm trưa của Linh nè. Linh mời các bạn cùng ăn cơm trưa chung với Linh nha. Buổi trưa thì Linh ăn cơm ở chợ. Và lúc trước ở chợ thì Linh cũng đã mua đồ ăn chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Để chiều nay mà khi Linh bán ở chợ xong, Linh về nhà, Linh sẽ nấu buổi cơm chiều cho gia đình nhỏ của Linh nữa. Các bạn ơi, con bò kìa. Nào. Con bò giống mẹ luôn bà. Mẹ ơi, đâu rồi, làm đi chút về coi ai thắng thôi. Và sáng đây Linh sẽ giới thiệu buổi cơm chiều của Linh nấu cho các bạn cùng xem và thưởng thức cùng Linh nha. Thì sáng nay ra chợ, Linh có mua được hai con lươn bự này nè các bạn. Các bạn thấy hai con lươn này bự ghê không? Đó, chiều nay Linh sẽ làm cái món là lươn kho sở. Lươn thì Linh cũng đã làm sạch rồi nè. Và sả ớt thì Linh cũng đã băm sẵn luôn nè các bạn. Và bây giờ Linh mời các bạn cùng nấu ăn chung với Linh cho vui nha. Đầu tiên Linh sẽ lấy cái chảo, Linh bắt lên bếp cho dầu ăn vô nè. Và bây giờ Linh sẽ phi tỏi trước cho nó vàng nha. Và sau khi tỏi vàng thì Linh sẽ bỏ sả vô phi chung luôn. Tỏi thì cũng vàng rồi nè, bây giờ Linh bỏ sả vô và sả bỏ ớt vô luôn.
Linh sẽ xào qua xào lại cho đến khi sả nó vàng và nó thơm. Rồi lúc đó Linh sẽ bỏ lương vô mình xào luôn nha các bạn. Không biết là bình thường một ngày các bạn sẽ nấu ăn mấy lần trong ngày nè. Còn Linh thì nếu bình thường Linh không đi làm cái gì á thì Linh sẽ nấu ăn buổi trưa và buổi chiều. Còn buổi sáng thì Linh ăn ở ngoài. Và sả nãy giờ Linh xào thì nó cũng vàng rồi nè. Bây giờ Linh bỏ lương vô nha. Bỏ lương vô, Linh xào cho săn lại nè. Khi xào con lương này á, các bạn nhớ xào nhẹ nhẹ thôi nha. Trở qua trở lại nhẹ nhẹ thôi, nếu mà làm mạnh quá thì thịt lương nó dễ bị vỡ vụn lắm. Lương thì mình cũng có thể chế biến rất là nhiều món nè các bạn. Mình có thể là nấu canh chua lương nè, lương kho sả ớt nè, lương nè. Nói chung là làm được rất nhiều món luôn. Bạn nào thích làm món nào thì mình sẽ làm món đó nè. Và bây giờ tới phần nêm nếm gia vị. Linh sẽ cho vô đây một chút xíu nước màu nè, để cho tạo cái màu món ăn của mình thêm hấp dẫn và nhìn đẹp mắt nha các bạn. Và Linh sẽ nêm thêm một ít nước mắm nữa nè, cho thêm một xíu đường, xíu bột ngọt. Và bây giờ Linh sẽ trộn đảo đều cho gia vị nó thấm vô thịt lương nha. Và cái phần nêm nếm gia vị này á thì tùy theo cái khẩu vị của mỗi người nha các bạn. Nếu mà mặn ngọt thì các bạn có thể là thêm hay bớt gia vị nữa, tùy theo cái sở thích ăn của mỗi người. Và sau khi nêm nếm gia vị xong, bây giờ Linh sẽ nấu cho nó săn chút xíu nữa. Linh sẽ đổ vô chút xíu nước. Thịt lương của Linh hồi nãy giờ nấu thì nó cũng đã săn lại rồi nè các bạn. Và bây giờ Linh sẽ chế vô một chút xíu nước nha, để cho thịt nó lương nó chín đều. Chế chút xíu thôi nha các bạn, tại thịt lương này nó cũng mau chín lắm. Khi kho thịt lương này các bạn nhớ để lửa riu riu nhỏ nhỏ thôi nha. Mình chậm lửa cho khi nào nó cạn nước chút xíu nữa mình sẽ tắt nha. Lương này thì mình ăn cũng rất là ngon và bổ dưỡng đó các bạn. Nhưng mà có một số bạn thì cũng không có ăn được thịt lương nè. Tại vì có, nếu mà mình làm không kỹ thì nó sẽ bị tanh, nó bị sẽ bị nhớt. Và thịt lương này trước khi Linh kho là Linh đã trộn sơ với nước sôi nè. Linh sẽ cho nó, Linh sẽ cạo cho sạch nhớt nè. Xong rồi Linh sẽ rửa giấm, rồi rửa chanh, rửa muối. Nói chung là Linh rửa nhiều lần lắm, cho nó sạch mà không còn miếng nhớt nào Linh mới dám kho đó các bạn. Nếu mà bạn nào mà làm không quen á, ăn dễ bị tanh là ăn không được đâu nha. Và đây cái chảo lương kho sả ớt của Linh thì chụm lửa nãy giờ thì cũng sắp cạn nước rồi nè các bạn ơi. Các bạn thấy hấp dẫn không? Linh sẽ bỏ vô thêm vài chữ ớt nữa nha. Nếu mà bạn nào thích ăn cay thì sẽ bầm thêm ớt. Còn bạn nào ăn không được cay thì bỏ hết ớt thôi nha. Mình có thể bỏ thêm ớt trái nè. Ai thích ăn cay thì hồi lấy ớt cắn nha. Đó, Linh bỏ thêm vài chữ ớt nè. Tại nhà Linh ha, có bé nhỏ nó không ăn ớt được nên Linh bỏ ít ớt lắm. Thì sau một ngày làm việc vất vả, Linh cũng sẽ tranh thủ dành chút xíu thời gian để nấu bữa cơm. Nấu bữa cơm đơn giản nhất để cho gia đình nhỏ của Linh nữa. Và sau một hồi nấu nướng thì bữa cơm gia đình buổi chiều của Linh cũng đã xong rồi nè các bạn ơi. Và mời các bạn cùng dùng cơm với gia đình Linh nha. Và video của Linh thì đến đây cũng hết rồi nè. Nếu các bạn thấy video của Linh hay thì hãy đăng ký kênh và cho Linh xin một like, một lượt chia sẻ để Linh có động lực ra nhiều video hay cho các bạn cùng xem.